Đức Giêsu về trời, xin cho được ái mộ những sự trên trời. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể về một vị tộc trưởng. Trước khi lìa đời thì ông đề nghị chọn 3 người tài giỏi nhất. Rồi ông nói với họ: các anh hãy đi tìm kiếm và kiếm một món quà nào quý giá để tặng cho bộ lạc của chúng ta. Và người nào tìm được món quà quý nhất thì ta sẽ trao quyền để tiếp kế vị. 3 người đi, một thời gian sau trở về. Người thứ nhất mang theo một tảng vàng thật lớn, người thứ hai thì đem theo một viên ngọc quý, còn người thứ ba thì trở về tay không. Mọi người đều thắc mắc, và người thứ ba mới giải thích: điều mà tôi nghĩ cần thiết cho bộ lạc tôi đã tìm thấy, đó là phía bên kia của rặng núi có một vùng đất rất là tốt đẹp cho việc trồng cấy. Nếu bộ tộc của chúng ta mở rộng thêm đất đến đó thì sẽ phát triển. Người tộc trưởng lúc này mới nói: anh chính là người để kế vị ta. Vâng, thưa cộng đoàn, người thứ nhất nếu đem về một món quà bằng vàng, đó cũng chỉ là giá trị để tiêu dùng, nếu bán đi để sử dụng được một thời gian. Viên ngọc quý có thể để trưng bày, để cũng đem lại một chút danh dự. Nhưng một viễn tượng lớn hơn cho bộ lạc, đó là điều quý giá hơn nhiều. Đức Giêsu ngày hôm nay lên trời. Thực ra thì không phải Đức Giêsu lúc này mới về trời. Chúng ta biết khi bà Madalena định ôm chân của Ngài thì Ngài đã nói: đừng đụng đến Thầy vì Thầy sẽ về với Cha. Và như vậy thì có thể nói ngay khi Đức Giêsu phục sinh thì Ngài đã về với Cha trên trời, đã ngự bên hữu của Cha trên trời. Nhưng mà như trong bài đọc 1 của sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết, Đức Giêsu còn tiếp tục ở với các môn đệ 40 ngày nữa để củng cố niềm tin cho các ông, để hướng dẫn cho các ông trong việc cai quản giáo hội. Vậy thì ngày hôm nay biến cố lên trời chỉ là một cách cụ thể cho các môn đệ biết Ngài chấm dứt giai đoạn hiện diện giữa trần gian, và kể từ nay thì Ngài sẽ hiện diện bằng một hình thức mới, gắn với lời hứa: này đây, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và cách hiện diện mới của Ngài đó được Ngài nói một cách khá cụ thể khi trao cho các môn đệ một sứ mạng: loan báo cho muôn dân đón nhận được tin mừng, trở thành môn đệ của Chúa và tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Đó là cách mà Đức Giêsu tiếp tục giữa hiện diện giữa trần gian này qua giáo hội, qua những người biết sống và thực thi giới luật của Chúa. Sách Tông đồ Công vụ phản ảnh hai thái độ trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta. Thái độ thứ nhất là một đàng chúng ta biết quê hương của chúng ta là trời cao, nhưng cũng có những người sống một cách duy linh, tức là chỉ cần biết trời cao, chỉ cần lo cho phần rỗi của mình, chỉ chăm chăm chú thế nào để mình được vào thiên đàng, còn quên hết tất cả những câu chuyện chung quanh. Đó cũng chính là hình ảnh của các môn đệ ngước nhìn về trời cao sau khi Chúa đã thăng thiên. Vâng, các ông cứ đứng đó nhìn gần ngơ, đến độ phải có các thiên thần từ trời xuống nhắc nhở các ông trở về với thực tại của cuộc sống và trở về với mệnh lệnh của Đức Kitô. Anh em ở lại Jerusalem và anh em sẽ đón nhận một phép rửa mới trong Thánh Thần. Anh em sẽ nhận quyền năng từ nơi Ngài và anh em sẽ đi loan báo tin mừng từ Jerusalem, Judea, Samari và cho đến mút cùng thế giới. Một thái độ thứ hai, đó là lời của một vị tông đồ đã nói với Chúa Giêsu: đến lúc này, theo chân Thầy bao nhiêu năm mà các ông vẫn chỉ nghĩ đến những giá trị kiểu nhìn của trần gian, vậy Thầy ơi, bao giờ thì Israel được giải phóng? Vâng, câu nói này phản ảnh một thái độ trong cuộc sống của người tín hữu,
đó là chỉ nhìn đến những giá trị trần gian. Nghĩa là gì? Đó là cơm áo gạo tiền, đó là danh vọng, là quyền lợi, cũng có thể là một lợi ích rộng lớn hơn, một sự độc lập, sự phát triển, sự lớn mạnh của một quê hương, một dân tộc, một lối nhìn chính trị nào đó. Và cũng có những người đều muốn đồng hóa giáo hội như là một tổ chức xã hội thuần túy. Phải làm sao để có thể bền vững hơn, hơn tất cả mọi tổ chức khác. Hai thái cực, một thái cực quá thiên về đất, một thái cực chỉ hướng lên trời cao. Trong khi tất cả chúng ta là người con người, một chốn mà đôi quê, chân đặt dưới đất, nhưng chúng ta lại hướng về trời cao. Hãy ái mộ những sự trên trời. Hãy nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, quê hương của chúng ta ở trên trời. Và viễn tượng hướng về trời cao mà Đức Giêsu ngày hôm nay, như lời kinh phụng vụ trong thánh lễ chúng ta vừa đọc, Đức Giêsu là thủ lãnh, Ngài là đầu của nhiệm thể đã về trời, thì tất cả chúng ta là những phần chi thể, chúng ta cũng biết trước con đường tương lai, cái viễn tượng tương lai của chúng ta. Nhưng mà con đường về trời cao đó không chỉ là chăm chăm chú với những câu kinh và lời nguyện, nhưng đó cũng chính là sống trọn vẹn cái thực tại của trần gian, sống các mối tương quan thật tốt đẹp và sống giới răn của Chúa. Đức Giêsu nói thế, đây là giới răn của Thầy, và người ta qua đó nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Viễn tượng về trời cao mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng mới. Chúng ta là con của trời, chúng ta hướng về thiên đàng, tương lai của chúng ta được chung sống với các thần thánh, và điều đó mở ra cho chúng ta một cách thế sống mới. Vâng, hướng về những giá trị của tinh thần, hướng về những hoa quả của thánh linh. Tất cả chúng ta được kêu gọi để trở thành những sứ giả của bình an, những người reo rắc khắp mọi nơi niềm vui và tình yêu, những con người sống chứng tá để lời của Thiên Chúa tiếp tục hiện diện giữa thế giới. Và đó cũng chính là con đường chắc chắn nhất đưa chúng ta về trời cao. Đức Giêsu đã về trời, xin cho chúng ta ái mộ những sự trên trời. Xin cho chúng ta đừng quá bám sát vào mặt đất với những lợi ích trước mắt, nhưng nhìn đến những mục đích mà Thiên Chúa đã dựng nên cho chúng ta, đó cũng chính là đời sống vĩnh cửu. Điều đó đưa đến cho chúng ta một tương quan mới với thế giới, với cuộc đời, với con người. Và điều đó cho chúng ta được gắn kết hơn với sự hiện diện của Đức Kitô. Vâng, Đức Kitô về trời, Ngài không bị ràng buộc bởi thân xác, và từ nay Ngài có thể hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc, vượt qua mọi không gian và thời gian. Xin cho chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong lời của Ngài, trong việc thực thi giới răn của Ngài, trong bí tích thánh thể, qua các đại diện của Ngài và qua những dấu chỉ của thời đại, để tất cả mỗi người chúng ta tìm những lời đáp trả một cách thích ứng, thích hợp trong mọi thời đại. Đó cũng là cách thế để mỗi người chúng ta đồng hành với nhau theo chân Thầy Chí Thánh về quê hương vĩnh cửu. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau khi may mắn thoát khỏi cơn bạo bệnh thì có một nhà báo đến phỏng vấn ông ta rằng: thưa nhạc sĩ, ở cuộc đời này điều gì làm cho ông sợ hãi nhất? Ông ấy trả lời liền: có một nỗi ám ảnh cuộc đời tôi, có một nỗi sợ hãi ám ảnh cuộc đời tôi từ khi có trí khôn đến bây giờ. Đó chính là tôi sợ. Các bạn biết ông ấy sợ cái gì không? Tôi sợ chết. Có một nỗi ám ảnh đeo đằng mãi cuộc đời tôi và cũng hình thành lên những tác phẩm của tôi. Đó chính là một nỗi sợ hãi, sợ cái chết. Thế thì nhà báo liền hỏi rằng là lý do gì, nguyên nhân tự bởi đâu mà ông lại sợ chết? Ông ấy trả lời rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta sợ hãi cái chết.
Nhưng với tôi, có lẽ sâu xa đó chính là bởi vì tôi quá yêu cuộc đời này. Bởi vì tôi quá yêu cuộc đời này, chính vì thế cái chết dường như là mất mát. Tôi không muốn mất mát, không muốn mất người thân và cũng không muốn mất chính bản thân mình. Thế thì nhà báo hỏi ông ta rằng, dựa vào tác phẩm Một Cõi Đi Về của ông đó, cuộc đời này hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Nếu như cuộc đời này đến khi chúng ta trở về cát bụi, sống hoài bão yêu đương rồi cũng trở về cát bụi, vậy thì khi đã trở về cát bụi thì còn sức đâu mà tiếp tục rong chơi nữa. Thế thì ông ta nói, ồ, từ nơi thâm tâm của thân phận con người, ai cũng khao khát một cái tiếp nối, một cái tiếp nối cuộc đời này. Và tôi tin rằng có một sự tiếp nối giữa cuộc đời này đến với một thế giới mới, nơi ấy người ta tiếp tục rong chơi và tận hưởng tình yêu. Kính thưa cộng đoàn, không biết khi còn sống Trịnh Công Sơn có được lắng nghe lời Chúa ngày hôm nay không? Thế nhưng tin mừng của ngày hôm nay chính là giải mã cho khát vọng của Trịnh Công Sơn, cũng như chính khát vọng của thân phận con người. Đó chính là chúng ta mơ đến một cái tiếp nối giữa cuộc đời này về với một cái thế giới toàn mỹ hơn. Thế thì ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Kitô chết và hôm nay Ngài về trời. Đức Kitô về trời mở một con đường sống đi vào vĩnh hằng, để cuộc đời này chúng ta tiếp tục rong chơi và tận hưởng tình yêu. Thế thì nói đến đây, có thể có một triết gia nào đó, một bạn thanh niên nào đó cắc cớ hỏi là, vậy thì nước trời là gì? Trời là cái gì? Trong tất cả những lời rao giảng của Đức Giêsu cũng đều nói về nước ấy. Và cho đến ngày hôm nay, tất cả các môn đệ cũng như lời rao giảng của tất cả các linh mục cũng đều loan báo cho thế giới này về một nước trời. Vậy thì trời ấy là gì? Quê hương là gì hở mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hở mẹ? Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều. Tôi lấy cái bài thơ này để chúng ta phần nào đó, một cái đứa bé cảm thấy quê hương nhưng không biết quê hương là gì cả, vì thế là hỏi mẹ. Rất may mắn đứa bé ấy không mồ côi, có mẹ để hỏi quê hương là gì hở mẹ, nước trời là gì vậy hả cha, mà cô giáo dạy phải yêu, mà các cha cứ bắt là phải yêu. Quê hương là gì hở mẹ, mà ai đi đâu rồi cũng khát vọng trở về. Thế thì chúng ta thấy là trong bài thơ ấy, người mẹ quả là tuyệt vời. Khi diễn tả một cái cực kỳ lớn lao, lại dùng những hình ảnh dụ ngôn rất là gần gũi. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Ô, quê hương là vậy hả mẹ? Sao mà gần gũi quá, dễ thương quá vậy? Đấy, chúng ta thấy Chúa Giêsu của chúng ta ngày xưa cũng vậy, dùng những hình ảnh hạt lúa, hạt cải, dùng hình ảnh các trinh nữ rất là gần gũi. Trời ơi, con cứ tưởng quê hương là cái gì đó ghê gớm lắm. Quê hương vui quá, quê hương là chùm khế ngọt. Đúng rồi con à, con cứ đi học đi, quê hương là con đường đến trường, con cứ đến trường đi rồi con hiểu quê hương là gì. Quê hương là cầu tre nhỏ, cứ đi theo mẹ qua cầu tre nhỏ rồi con sẽ hiểu quê hương là gì. Quê hương là đêm trăng tỏ, sẽ đến lúc chúng con hẹn hò yêu đương rồi con sẽ hiểu quê hương là gì. Và cuối cùng sẽ đến lúc đứa con ấy hiểu, ô, quê hương chính là mẹ. Quê hương rất gần, quê hương bao la lớn lao, và quê hương ấy chính là mẹ. Thế thì nước trời là gì? Nước trời là một cái lớn lao, và Đức Giêsu lại dùng những hình ảnh rất gần. Nước trời là thập giá Đức Kitô. Chắc chắn là nhìn vào, nhiều kẻ khôn ngoan sẽ cảm thấy điên dại, và những người điên dại lại nhìn thấy sự khôn ngoan. Thế thì nhưng cũng có những người, bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Giêsu hẹn các môn đệ đi đến một cái ngọn núi. Thế nhưng nơi ấy thì có những môn đệ là bái lạy người, thế nhưng cũng có những người hoài nghi. Vậy thì những môn đệ hoài nghi ấy đúng hay sai, tốt hay xấu?
Cái điều này tôi thấy cũng rất hay. Người ta bảo rằng là trong tình yêu thì cái điều kiện cần thiết ban đầu đó chính là phải tin tưởng nhau. Yêu nhau mà cứ năm nghi bảy ngờ thì làm sao mà yêu được. Một chút cũng nghi ngờ, một chút cũng đặt câu hỏi thì làm sao mà yêu được. Thậm chí là vợ chồng như vậy đi trễ về tí xíu cũng hỏi. Thế thì nền tảng của tình yêu cần phải là tin tưởng lẫn nhau, đúng không? Thế nhưng cũng có người bảo rằng là để cho tình yêu lớn lên, để cho chúng ta thực sự yêu nhau thì phải biết hoài nghi. Thế thì hai người yêu nhau, cô ấy một thời gian mới thấy rằng là dường như là chỉ khi nào anh ấy thiếu tiền anh ấy mới gọi điện thoại cho mình. Thế thì riết rồi cô ta cũng nghi ngờ, hỏi là tại sao em thấy rằng là chỉ khi nào mà anh thiếu tiền thì anh mới quan tâm gọi điện thoại cho em. Thì anh ấy bảo là trời ơi, chúng ta yêu nhau, anh là nam nhi, trong những lúc khó khăn thì cầu cứu đến em chứ cầu cứu đến ai bây giờ. Nói như vậy có được không? Chúng ta thấy. Thế thì cô bé ấy có phải đặt lại câu hỏi, hoặc là chính mình, ví dụ như một cô gái này vừa mới tan vỡ tình yêu xong, tâm hồn trống rỗng và đau buồn, rồi một anh chàng xuất hiện, cô ta lao vào với một tình yêu gọi là si mê. Thế nhưng một lúc nào đó cô ấy cũng phải tự đặt câu hỏi rằng mình có thật sự yêu anh ấy không, anh ấy có phải là tình yêu của mình hay không, hay đấy chỉ là chám vào chỗ trống mà thôi. Hoài nghi cũng có giá trị tích cực. Chúng ta thấy ngay cả thằng bờm cũng còn phải biết hoài nghi, đúng không? Thằng bờm có cái quạt mo: phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Thân em chỉ là một cái quạt mo thôi, vậy mà anh đòi đổi lấy tới ba bò chín trâu. Thằng bờm có phải nghi chứ? Không, em không thích trâu, vậy thì anh sẽ đổi là ao sâu cá mè. Em không thích mè, vậy thì anh sẽ đổi một bè gỗ lim. Em không thích lim, vậy thì anh sẽ đổi con chim trên trời. Không, con chim đổi mồi. Anh không thích mồi, em không thích mồi, vậy thì đây, tấm lòng anh đây chỉ là một gói xôi nóng hổi thôi. Đúng rồi, em cần cái đó, chỉ cần tấm lòng của anh thôi, không cần tiền bạc gì cả. Có tấm lòng rồi thì chúng ta sẽ có lim, có chim, có mè, có trâu, không cần gì cả. Đấy, chúng ta thấy cái nghi ngờ của cái thằng bờm này cũng chỉ là để lần tới cái manh mối của sự thật. Đấy chính là tấm lòng, một tình yêu thật mà thôi. Thế thì điều này cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta. Chúng ta đi theo Chúa, hỏi rằng chúng ta có nghi ngờ không? Đôi khi chúng ta cũng đạo đức trả lời là chẳng nghi ngờ gì cả. Hỏi rằng chúng ta có yêu không? Chẳng có yêu gì cả. Cuối cùng thì chẳng ăn nhập gì. Chúng ta cũng chẳng hề yêu mà cũng chẳng nghi ngờ. Chúa làm một cái gì đó nó chẳng ăn nhập gì tới cuộc đời của chúng ta. Nếu là thái độ đó thì xem ra là không ổn. Rất nhiều người từ thái độ chống đối, nghi ngờ lại dẫn đến một đức tin cực kỳ là xác tín. Có một bài thơ mà tôi rất thích đọc cho các bạn trẻ nghe. Bài thơ này gợi cho chúng ta một hình ảnh nghi ngờ đi đến một cái trạng thái tích cực rất là hay. Bài thơ ấy chính là Mất Mẹ. Bài thơ Mất Mẹ: năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Đồ nhỏ tôi không tin người thân tôi sẽ mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay tôi hết thấy trên trán mẹ hôn con, những khi con phải đòn đau lòng mẹ la rầy. Kìa nhà ai sung sướng mẹ con vỗ về nhau, tim mẹ con không có khi buồn biết trốn đâu. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chiều nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Chúng ta thấy có lẽ bài thơ này viết bằng một cảm xúc rất thật. Một cái cảm xúc rất thật. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Chúng ta thấy nơi một cái đứa bé này đấy, khi nó sinh ra nó thấy cái gì cũng thật hết trơn đó. Tưởng là mẹ là thật, cái gì cũng trước mắt. Cho đến một ngày mẹ tôi qua đời, lúc đấy tôi mới sững sờ và nghi ngờ tất cả. Nếu bảo rằng không có mẹ cũng không đúng, mà nếu bằng bảo là có mẹ thì mẹ lại chết mất rồi. Chúng ta thấy đấy là một sự nghi ngờ. Và cái hoài nghi này có thể đưa đứa bé ấy tìm kiếm cho bằng được
về sự sống, sự chết, về hình ảnh một người mẹ đích thực, đó là gì? Thế thì đấy cũng chính là thái độ có lẽ là rất tích cực của các môn đệ ngày hôm nay khi đến gặp Đức Giêsu phục sinh. Có những người bái lại rất gần, thế nhưng cũng có những người là hoài nghi. Vì sao? Vì thấy có cái gì đó nó không rõ ràng. Khi người ta hoài nghi là có cái gì đó chưa thật sự rõ ràng. Thế thì nếu khi chưa thật sự rõ ràng thì người ta phải tìm kiếm. Và chúng ta thấy Đức Giêsu, thái độ của Đức Giêsu thế nào? Thấy người ta nghi ngờ, Đức Giêsu cũng không hề nói gì cả. Và Ngài tiếp tục đẩy các môn đệ luôn: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài. Giống như là đứa trẻ vậy thôi. Quê hương là gì hả mẹ? Quê hương là cầu tre nhỏ. Trời, quê hương là cầu tre hả mẹ? Đúng rồi, con cứ đi đi, rồi con hiểu. Quê hương là gì? Quê hương là đường đi học. Sao lại là đường đi học? Con cứ đi học đi, rồi con hiểu. Chúng ta thấy Đức Giêsu ngày hôm nay rất tuyệt vời. Ngài cũng không nghi ngại gì tới cái chuyện đó cả. Đẩy các môn đệ: anh em hãy đi làm cho môn dân trở thành môn đệ của Thầy. Rồi anh em sẽ thấy Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói lên tâm sự rất thật và cũng rất chung của nhiều người. Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Như thế khi con người sống ở trên cõi đời này, với biết bao những biến cố vui buồn, với biết bao những hoàn cảnh thăng trầm, thành bại, vinh nhục của cuộc đời, vẫn khao khát hướng về một cõi chân trời xa xăm nào đó. Khi kết thúc hành trình trăm năm của đời người, ở nơi đó người ta không mong muốn chấm dứt mọi sự, nhưng muốn hướng về một thế giới mới, một cuộc sống mới, mà có vẻ như người ta chưa gọi được một cái tên chính xác nào. Ở trong quan niệm của giáo lý Phật giáo, người ta muốn gọi đó là Niết Bàn, là nơi mà những người khi còn sống cố gắng tu tâm dưỡng tính và ăn ngay ở lành, yêu thương từ bi hỷ xả, để rồi khi kết thúc cuộc đời thì được vào chốn cực lạc. Đó là nơi tràn ngập niềm vui, đó là nơi mọi người sống bình đẳng với nhau, không hận thù ghen ghét, không hơn thua cao thấp giàu nghèo, và chan hòa yêu thương. Nhưng hình như cái nơi cực lạc đó, Niết Bàn đó, còn thiếu một điều gì rất quan trọng. Đó là thiếu hình ảnh của một đấng làm chủ sự sống, là nguồn cội của tình yêu, của bình an, của hạnh phúc và của niềm vui. Hồi giáo cũng có một cái tên gọi để họ hướng về trong cuộc sống mai sau, đó là thiên đường. Nhưng hình như người ta cũng nghĩ đến rằng thiên đường là nơi để họ được hưởng một sự sung sướng hơn mức độ sung sướng ở trần gian. Và những sự sung sướng này dường như vẫn nghiêng về những cái thú vui của con người thế tục. Còn những người theo triết thuyết của lão giáo thì mong muốn rằng cuộc đời này hướng lên một cái đỉnh núi để con người có thể hóa thành tiên, là vượt qua những giới hạn của cuộc sống trần thế, của thân phận xác phàm. Một con người có thể bay bổng ở trong sự tự do của tâm hồn, có thể gắn kết với trời đất, có thể được tan hòa với vũ trụ. Nhưng dường như tất cả những thực tại đó vẫn thiếu vắng Thiên Chúa. Cho nên Đức Giêsu khi về trời đã giới thiệu cho chúng ta một cảnh vực rất rõ ràng và cũng rất tràn đầy ý nghĩa.
đó là thiên quốc. Chúng ta chắc chắn không thể hiểu một cách đơn sơ và ngây ngô rằng Chúa Giêsu về trời là về một cái không gian nào đó cao vời, siêu việt và uy linh, như là hình ảnh sách Công Vụ đã diễn tả cho chúng ta. Nhưng thiên đàng là gì? Thiên đàng đó là một tình trạng, nơi đó chúng ta được nên một với Chúa Giêsu, với mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu làm trung gian, nhờ Chúa Giêsu là cầu nối, và nhờ Chúa Giêsu là đấng đã thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Vậy thì thiên đàng không phải chỉ là một nơi chốn, thiên đàng tràn ngập khắp thế giới, thiên đàng rất sống động nơi tâm hồn của chúng ta, thiên đàng tỏa sáng nơi mỗi gia đình, mỗi mái trường học, mỗi công sở, mỗi nơi mà có con người hiện diện. Vì Thiên Chúa mong muốn kết duyên với cuộc sống con người nơi chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến trần gian của chúng ta, đã ôm ấp, đã mang lấy vào thân mình tất cả niềm vui nỗi buồn, tất cả những thực tại của con người trần thế trong thân phận làm người của mình, để thánh hóa những thực tại đó và giúp cho chúng ta tìm thấy một ý nghĩa cao đẹp nhất, đúng nghĩa nhất trong thân phận làm người của chúng ta, để rồi chỉ cho chúng ta một con đường hướng về trời cao. Đó là chúng ta sống ở nơi trần gian này như một cách thức của những người đi hành hương, đi đến một cái cùng đích, đó là sự gặp gỡ thiên thánh với Thiên Chúa là đấng ban sự sống và hạnh phúc đích thực viên mãn vĩnh cửu cho chúng ta. Do đó, ý nghĩa của việc Chúa Giêsu về trời trước hết là người tham dự vào vinh quang bất diệt của Thiên Chúa, như người vốn có trước khi người đi vào mầu nhiệm nhập thể. Và ý nghĩa tiếp theo đó là khi người đã trải qua cuộc vượt qua trong mầu nhiệm nhập thể và trong chương trình cứu độ, người đã lôi kéo chúng ta, người đã mở đường cho chúng ta, và người đã ôm ấp tất cả mọi thân phận của chúng ta hướng lên trời cao, để rồi trong cuộc sống hiện tại, khi chúng ta kết hiệp với người trong từng lời nói, trong từng hành động, trong từng ước muốn của chúng ta, với tất cả niềm tin yêu, thì chúng ta cũng tin chắc rằng kết thúc cuộc đời của chúng ta đó là cuộc sống viên mãn trong nước trời, đó là sự hiệp thông trọn vẹn trong sự sống thần linh của ba ngôi Thiên Chúa nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu. Và theo tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên trời nghĩa là mở ra một giai đoạn mới cho giáo hội của chúng ta, giáo hội lữ hành, giáo hội được đặt ở giữa lòng thế giới, giáo hội là dấu chỉ của nước trời mai sau. Chúng ta tiếp tục được Chúa Giêsu mời gọi theo những dấu chân của các tông đồ và môn đệ trong lịch sử của giáo hội, để lên đường, để làm cho tin mừng yêu thương, tin mừng bình an, tin mừng chữa lành của Chúa Giêsu đến với mọi người, để rồi môi miệng của chúng ta, đôi mắt của chúng ta, đôi bàn tay và đôi chân của chúng ta đều là những thể hiện sống động của tin mừng Chúa Giêsu. Chúng ta có thể dùng lời nói để diễn tả về dung mạo, về tình thương của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, cho những anh chị em chưa nhận biết Thiên Chúa, và cả những anh chị em đã từng được đón nhận sự sống mới trong bí tích rửa tội, nhưng nay đã nguội lạnh và xa rời sự sống của giáo hội. Chúng ta có thể dùng hành động của chúng ta, từ trái tim, từ đôi tay, từ đôi chân, để chúng ta nói lên những việc phục vụ, thể hiện những việc phục vụ để nâng đỡ những anh chị em đang đau yếu, bệnh tật, đang gặp những gánh nặng nơi tâm hồn, đang cảm thấy mình thất bại, mình tuyệt vọng, mình không còn chỗ dựa tinh thần cho cuộc đời đầy khổ ải trong hiện tại. Tất cả những gì liên quan đến chúng ta
đều là dấu ấn của tin mừng. Và khi chúng ta làm cho cuộc sống tràn ngập sự sống của tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu, tràn ngập bình an của lời Chúa Giêsu, thì cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng chính là nước trời, cũng chính là thiên đàng, bởi vì Chúa Giêsu vẫn hiện diện với chúng ta trong mầu nhiệm lời Chúa và trong sức sống của bí tích của thánh lễ. Chúa Giêsu mong muốn ở lại với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế, khi chúng ta cùng đồng hành với cộng đoàn dân Chúa để sống đời sống đức tin, sống đời sống phụng vụ và sống đời sống chứng tá tin mừng. Và Chúa Giêsu cũng muốn hiện diện với tất cả mọi người trong cộng đồng nhân loại bằng chính sự hiện diện đầy yêu thương, đầy thánh đức và đầy khôn ngoan, đầy tự do, với tư cách là con cái Thiên Chúa trong mỗi sự hiện diện của chúng ta. Xin lời yêu thương và muôn phúc lành của Chúa Giêsu được luôn tràn đầy trong chúng ta, để rồi chính chúng ta cũng trở nên phúc lành cho anh chị em của chúng ta ở mỗi nơi chúng ta hiện diện, chúng ta làm việc và chúng ta sinh. Kính thưa cộng đoàn, chiều hôm qua khi mà nhà thờ của chúng ta cử hành lễ rửa tội, thì ngoài đài Đức Mẹ có mấy cháu chắc khoảng lớp 5, lớp 6 gì đấy, họ ngồi họ bàn chuyện thần học với nhau. Em này thì đố em kia: ê, tớ nghĩ rằng khi Chúa lên trời đó, chắc là giống như cái anh Superman đó. Bởi vì chân của anh Superman đó, nó có cái ống phản lực đấy, rồi lửa cứ phụt vào Chúa Giêsu bay lên trời. Rồi tối hôm qua khi con về nhà rồi đọc cái mail, cũng có mấy em thiếu nhi chẳng biết tìm ở đâu được một cái đoạn Mặc Khải Tư, và khẳng định rằng: thưa thầy, tại vì các em thiếu nhi nhà thờ Ba Chuông thì cứ gọi con bằng thầy thôi, con nghĩ rằng việc Chúa về trời đó, như các cha dạy giáo lý, mình phải hiểu theo nghĩa văn tự, nghĩa ẩn dụ gì đấy, thì không cần thiết, phải hiểu đúng theo chữ đen luôn. Bởi vì trong cái đoạn Mặc Khải mà em ấy gửi cho con đó, có viết như thế này: khi Chúa về trời, tư thế của Chúa thẳng đứng, rồi từ từ người được cất lên cao, rồi đám mây bao phủ lấy, đầu tiên là bị mất cái đầu, mất cái vai, mất cái đùi, và cuối cùng mất hết, khuất trong đám mây. Chưa hết, Chúa Giêsu lại bay vòng một vòng xuống, bye bye Đức Mẹ, rồi lại vút lên trời, rồi lại vòng xuống xoa đầu các thánh tông đồ đó, rồi chia tay các học trò của mình, rồi mới quyết định về trời. Thì em mới hỏi rằng: như thế mình hiểu theo nghĩa nào? Và em mới khẳng định luôn: chúng ta cứ đọc theo nghĩa đen, theo đúng như lời thánh Luca mà trong sách công vụ ngày hôm nay viết, cũng như mà Khải Tư đó, cứ hiểu Chúa về trời là từ từ bay lên như vậy đó. Thế nhưng mà ngày hôm nay, thưa cộng đoàn, chúng ta không bàn chuyện Chúa về trời bằng hỏa lực nào, Chúa bay lên trời bằng Boeing 747 hay là hỏa tiễn kiểu gì. Ngày lễ Chúa Thăng Thiên chúng ta không bàn chuyện đấy, cho bằng Chúa về trời sẽ mang lại điều gì cho mỗi người chúng ta. Thuật ngữ Chúa về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, nếu như chúng ta cứ hiểu một cách cứng ngắc, hiểu theo nghĩa đen, chắc chắn chúng ta sẽ bí. Hữu là ở đâu? Trời là chỗ nào? Bởi vì có những nhà phi hành gia vô thần, người ta bay lên không trung vòng này vòng kia, và người ta khẳng định: tôi lên trời rồi và tôi chẳng thấy chỗ nào là thiên đàng, chẳng biết Chúa Giêsu ngồi chỗ nào cả. Và nếu chúng ta cứ khẳng định theo nghĩa đen là Chúa bay lên trời cái kiểu đấy, chắc chắn chúng ta là những người thất vọng nhất. Việc về trời ở đây để chúng ta một định hướng rõ ràng: khi Chúa về trời là Chúa mở đường, Chúa đi trước. Ở những Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu đã khẳng định: thầy đi là để mở đường cho anh em, bởi vì thầy chính là con đường. Còn ngày hôm nay Chúa Giêsu về trời là để cho chúng ta một định hướng nữa, đó là
sau cuộc phục sinh, sau cuộc thương khó, sau khi Chúa Giêsu đã chết, đã phục sinh, ngày hôm nay Chúa Giêsu đi trước để cho chúng ta cứ thế mà đi, đi trên con đường phúc âm, đi trên con đường tin mừng mà Chúa Giêsu đã đi trước rồi, đã về trời cùng với các môn đệ rồi. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục đi trên con đường ấy. Cái định hướng nó ra có vẻ như thừa thãi, nhưng mà thực sự là cần thiết. Ví dụ những ngày vừa rồi đó, Sài Gòn của chúng ta nắng nóng, thì chúng ta có thể lên Đà Lạt nghỉ mát, hay chúng ta có thể đi về miền Tây để cho sông nước nó nhẹ cái mình. Thế chúng ta nếu muốn đi Đà Lạt, mình phải ra bến xe miền Đông để từ đấy mình đi lên Đà Lạt. Hoặc là mình muốn về miền Tây thì mình ra bến xe miền Tây để chúng ta có thể về Cần Thơ, về Long Xuyên, Sóc Trăng gì đấy. Thế nhưng mà nếu muốn đi về miền Tây mà mình ra bến xe miền Đông thì có đến Tết Công Gô mình cũng chẳng tới được. Nói ở đây để chúng ta một khẳng định đó, đó là mình là người Công giáo, chúng ta vẫn theo Chúa đấy. Trong nhà thờ này thử hỏi ai không theo Chúa, ai không xưng mình là Kitô hữu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không đi trên con đường của Thiên Chúa, chúng ta đi ngược lại, đi hướng khác, đi lối rẽ khác, tội lỗi sinh ra là từ đấy. Bài học thứ nhất mà Chúa về trời để cho chúng ta một định hướng. Một điều an ủi khác trong ngày lễ hôm nay, đó là Chúa Giêsu hứa với mỗi người chúng ta: Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Thánh Phaolô. Ngày đấy Thánh Phaolô tên là Saulô, hăng hái bắt đạo, xin với những nhà chức trách, xin với những nhà cầm quyền: cứ cho tôi một cái phép đi, để tôi về Jerusalem, nó thằng nào mà theo ông Kitô là tôi chém đầu hết. Để rồi đang trên đường Damas, một luồng sáng hất ông bay khỏi ngựa, mù mắt. Trong luồng sáng đấy có tiếng nói như thế này: Này Saulê, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông Phaolô lúc bấy giờ nói rằng: Dạ thưa, ngài là ai mà tôi bắt bớ? Trong luồng sáng có tiếng nói: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ đây. Rõ ràng là Chúa Giêsu đã chết, đã chết cả mười mấy hai mươi năm rồi, bây giờ ông ta đi bắt những người theo Chúa đấy. Thế mà bây giờ Chúa Giêsu hay trong tiếng nói đấy khẳng định rằng: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Hóa ra là những người theo Chúa thì trở nên bằng với Chúa Giêsu qua các lời khẳng định Kinh Thánh trong sách Công Tông Đồ Công Vụ. Mỗi người chúng ta cũng thế, qua bí tích rửa tội, qua niềm tin, chúng ta đã trở nên cùng với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hôm nay về trời xa mặt nhưng không cách lòng. Chúa Giêsu về trời để vẽ cho chúng ta một con đường, về trời nhưng mà vẫn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Cái chuyện Chúa Giêsu ở lại chúng ta có thể kiểm chứng rõ nhất, cụ thể nhất, đó là trong bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta dâng lễ, có thể nói rằng một lần chúng ta tưởng niệm hay là một lần chúng ta cử hành lại lễ Chúa về trời. Chúa đi nhưng thân thể mình và máu Chúa vẫn ở lại với mỗi người chúng ta, để cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được hay chúng ta kiểm chứng được Thầy vẫn ở lại với mỗi người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa cộng đoàn, lễ Chúa về trời là một niềm an ủi. Chúa đi và Chúa Nhật tới lại ban cho chúng ta một nguồn sống khác, một hơi thở khác, để cho chúng ta mỗi người có một niềm hy vọng. Niềm hy vọng đấy, chúng ta được Thiên Chúa là đấng bảo trợ, đấng đã chết, đấng đã phục sinh. Ngày hôm nay đấng ấy đang đứng xa xa, đứng xa xa mà xa, nhưng mà vẫn ở gần, để mỗi người chúng ta đi trên con đường trần thế, trên con đường gia đình, trên con đường lao tác, nhưng vẫn cùng với Chúa Giêsu chúng ta đang hướng về trời. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, mới đây tôi đi dự một đám cưới ở miền quê Đồng Nai. Lễ vu quy được cử hành ngay tại nhà, không như thành phố chúng ta đi ra nhà hàng. Và trong đám cưới tôi để ý thì thấy cô dâu và mẹ cô dâu
hai người mắt đỏ hoe, có những lúc nước mắt rơi ra. Họ buồn vì phải chia tay nhau. Con gái đi làm dâu nhà người, người mẹ lo lắng. Con gái không còn được ở với mẹ nữa, mà phải ở với mẹ chồng và gia đình nhà chồng. Nước mắt ấy là nước mắt vừa buồn vừa vui. Buồn vì phải chia tay, nhưng mà vui vì một bước đường mới, một tương lai mới, một gia đình mới đã được thiết lập. Và người con gái không thể ở với mẹ mãi được, mà bây giờ đến lượt mình phải đi gánh vác việc chồng con. Hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu nói và Thánh Luca kể trong sách Công Vụ, mà khi đọc hai bài đọc này, chúng ta nghe câu bắt đầu là mở đầu sách Công Vụ Tông Đồ và kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Giêsu kết thúc cuộc đời dương thế của người, và bây giờ mở đầu giai đoạn của các môn đệ. Vì thế Chúa Giêsu nói với các ông: bây giờ anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Các ông bây giờ phải bước vào một giai đoạn khác, không có Chúa Giêsu hiện diện cụ thể ở trần gian, nhưng không có nghĩa là người bỏ rơi các ông. Như chúng ta vừa nghe câu Hallelujah đó, Thầy không để anh em mồ côi. Mà Chúa Giêsu bây giờ, người vắng bóng nhưng lại hiện diện một cách khác. Tôi ví như là người mẹ bây giờ không có ở cùng cô con gái khi đi lấy chồng nữa, nhưng mà người mẹ vẫn dõi theo và vẫn là một chỗ dựa rất cần thiết cho người con gái của mình khi gặp những khó khăn trong đời sống gia đình. Có những bà mẹ nói với con khi lấy chồng rằng: có chuyện gì con cứ về với mẹ, có chuyện gì con cứ gọi cho mẹ, cứ nói với mẹ. Và như thế thì người mẹ không hiện diện, nhưng mà vẫn ở rất gần và vẫn rất cần thiết cho người con. Chúa Giêsu cũng vậy, người về trời nhưng mà người không bỏ chúng ta, hay không bỏ các môn đệ đi một mình ở trên cái cuộc hành trình cuộc đời này, hay là trong sứ mạng loan báo tin mừng, mà người nói với các môn đệ: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế, không có lúc nào bỏ rơi chúng ta. Hành trình đức tin của chúng ta là tiếp nối hành trình của Chúa Giêsu, người đã kết thúc vì người hoàn tất sứ mạng được Chúa Cha trao phó. Và bây giờ người trao lại sứ mạng ấy để chúng ta bắt đầu. Và sách Công Vụ kể với chúng ta bắt đầu sách Công Vụ, đó là việc Chúa Giêsu lưu lại 40 ngày, người hướng dẫn dạy dỗ chỉ báo, và người nói với các ông: bây giờ anh em làm chứng cho Thầy ở Jerusalem, ở Samari, ở Judea, ở khắp cùng cõi đất. Làm chứng cho Thiên Chúa, làm cho người ta trở thành môn đệ của Chúa. Điều này, thưa quý bà và anh chị em, không phải chỉ bằng lời nói mà còn bằng đời sống. Và các tông đồ, các môn đệ của Chúa đó đã lấy chính mạng sống của mình, cuộc đời của mình để mà làm chứng cho Chúa Giêsu. Chúng ta trong suốt mùa phục sinh, mà mùa phục sinh sắp hết rồi, chúng ta nghe đọc sách Công Vụ và chúng ta thấy các tông đồ của Chúa ra đi rao giảng về Chúa Kitô phục sinh, và họ gặp những khó khăn thử thách biết chừng nào. Họ đi đến đâu một thời gian cũng bị người ta xua đuổi, có những người còn bị bắt bớ tù tội, bị nhốt vào trong ngục,
bị sỉ nhục, bị đánh đòn. Nhưng mà các ông vui mừng vì phải chịu đau khổ. Vì sao vậy? Vì các ông đang thi hành sứ mạng của Chúa Giêsu. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta hôm nay cũng cử hành Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội. Bây giờ lĩnh vực truyền thông là sức mạnh của thời đại này. Các phương tiện truyền thông là sức mạnh của thời đại này. Tôi có thể lấy một ví dụ về truyền thông để cho thấy rằng cái điều mà ở trần gian này người ta làm được, làm sao Thiên Chúa không thể làm được cho con người chúng ta. Ngày xưa 10, 15 năm trước mà mình nghe đến cái điện thoại di động đó, là cũng thấy là ghê gớm lắm rồi. Rồi chúng ta nghe đến một cái điện thoại mà mình gọi ở đây mà ở bên kia người ta nhìn thấy mặt mình hay mình nhìn thấy mặt người ta là ghê gớm lắm rồi, là khó mà tưởng tượng. Bây giờ chúng ta thấy ai cũng có thể livestream bất kỳ lúc nào, ngay ở đây lúc này, bất kỳ lúc nào. Thậm chí có những người trẻ còn livestream trong khi mà mình đang tự tử nữa. Chúng ta thấy thỉnh thoảng báo nó đăng như vậy, kinh khủng như thế đó. Tức là người ta có thể gặp gỡ nhau, người ta có thể ở gần nhau, người ta có thể hiện diện trước mặt nhau nhờ chính các phương tiện truyền thông xã hội bây giờ. Quyền năng của Chúa Giêsu, những lời người nói thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế, anh em hãy ra đi rao giảng tin mừng, làm cho người khác trở thành môn đệ của thầy. Tất cả quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho thầy, có nghĩa là Chúa Giêsu người đang hiển trị trên trời dưới đất hiện tại và trong cả thế giới tương lai, không có một tước vị nào quyền năng hơn người. Bởi vì người đã chết, đã phục sinh vinh hiển. Thế thì làm sao mà người lại không thể gìn giữ chúng ta, nâng đỡ chúng ta, hướng dẫn chúng ta, ban ơn cho chúng ta khi chúng ta đi cuộc lữ hành đức tin này và chúng ta làm chứng cho Chúa, chúng ta rao giảng tin mừng dù gặp rất nhiều những khó khăn thử thách và những cản trở vì chính những sự yếu đuối của con người chúng ta nữa. Và một điểm nữa tôi muốn chia sẻ với, đặc biệt là với các bạn trẻ. Các phương tiện truyền thông ngày nay chúng ta sử dụng rất nhanh nhạy, chúng ta rất là rành rẽ. Và hôm nay Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi một sứ điệp cho Hội Thánh, trong đó cho chúng ta, và nói với chúng ta rằng chúng ta hãy sử dụng các phương tiện này không phải để mà chúng ta gửi đi hay chúng ta truyền tải những cái sứ điệp của sự sợ hãi, của sự u ám, của cái gì là bi quan, của cái gì là kinh khủng, mà phải có cặp mắt kiếng như tôi đang đeo đây, cặp mắt kiếng của tin mừng, cặp mắt kiếng của những giá trị Kitô giáo, để mình nhìn những thực tại ở trần gian đang xảy ra chung quanh chúng ta, mà chúng ta khơi lên một sứ điệp của hy vọng, của niềm vui, của những giá trị tốt đẹp mà gửi trao cho nhau. Các bạn trẻ đang ngồi ở đây, chúng ta cứ thành tâm mà chúng ta xem lại cái cách thức chúng ta sử dụng các phương tiện truyền thông như thế nào. Nó truyền tải cái gì? Nó truyền tải cái gì? Có những người quay lại, chụp lại cảnh một cô nữ sinh bị 3, 4, 5 đứa đánh túi bụi, livestream cho các bạn thưởng thức. Những kiểu truyền thông như thế là chúng ta truyền tải bạo lực, chúng ta truyền tải một thứ vô văn hóa, vô đạo đức. Và biết bao nhiêu những cái tương tự như thế nữa. Những hình ảnh xấu xa hay là những cái hình ảnh mà chúng ta có thể nói nó gây ghê sợ, đặc biệt là cho những người nhỏ tuổi, ngây thơ. Có
những người đã gặp bất hạnh vì những phương tiện truyền thông mà người khác sử dụng với dục ý xấu, ném đá người khác, bêu xấu người khác, ghép hình, ghép ảnh, cắt cúp phim ảnh và gửi đến tống tiền bôi nhọ. Đó là những thứ truyền tải rất là nguy hại. Còn có những người tôi thấy họ sử dụng Facebook, livestream hay là những phương tiện khác, lúc nào cũng gửi vào đó một giá trị để cho những người share, những người chia sẻ đó, họ nhận được một điều tốt đẹp. Đúng đắn trong việc sử dụng truyền thông là chúng ta đang rao giảng tin mừng, là chúng ta đang làm chứng cho Chúa, là chúng ta đang cổ võ những giá trị tốt đẹp, là chúng ta đang hướng con người lên thiên quốc, lên trời cao, chứ không phải ở xa xa những cái dơ bẩn ở dưới mặt đất này. Và đấy là lời mời gọi của Hội Thánh hôm nay dành cho chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhưng thưa quý bà và anh chị em và các bạn, như thế vẫn chưa đủ, mà còn cần có một thứ làm cho người ta trở thành môn đệ của Chúa bằng chính đời sống môn đệ đích thực của chúng ta. Cái đó là cái gì sống động, hữu hiệu. Tôi chia sẻ với quý bà và anh chị em và các bạn trẻ về cuộc đời của một người mà nhiều người ở Sài Gòn này, trong giới Công giáo, chúng tôi các linh mục tu sĩ rất ngưỡng mộ. Vị ấy mới qua đời cách đây hơn 2 tuần. Một linh mục và bác sĩ Công giáo. Tên của ngài là Nguyễn Viết Trung. Trong một lần chia sẻ cảm nghiệm về ơn gọi Kitô hữu và ơn gọi tu trì của mình, cha Nguyễn Viết Trung kể rằng ngày ấy ngài là một bác sĩ và chuyên về bệnh truyền nhiễm. Trong một chuyến đi phục vụ trại cùi Bến Sắn 1 tuần lễ, bác sĩ Trung điều trị chăm sóc cho 30 bệnh nhân. Suốt 1 tuần như vậy, rửa các vết thương cho họ, giải phẫu cho họ, chăm sóc họ, không nề hà gì cả. Nhưng trong đó có một người lúc nào cũng càm ràm, lúc nào cũng kêu ca. Và hôm đấy ông ta nói: bác sĩ làm gì mà đau thế, bác sĩ không thương tôi, bác sĩ không tôn trọng tôi, vân vân. Và vị bác sĩ này chịu không nổi những lời càm ràm ấy, anh phản ứng lại một cách rất tự nhiên. Và anh ta nói với người bệnh nhân đó rằng: suốt 1 tuần lễ nay tôi chăm sóc, tôi phục vụ các bệnh nhân, trong đó có ông, 30 người mà chỉ có một mình ông là kêu ca càm ràm. Ông là người không biết điều. Và người bệnh nhân đó im lặng. Trong khi đó thì có một nữ tu phục vụ trại cùi. Nữ tu ấy khều nhẹ vị bác sĩ ra ngoài và nói với anh rằng: thưa bác sĩ, người cùi bị đau chứ bác sĩ không có đau. Người cùi bị cưa chân, bác sĩ không bị cưa chân. Người cùi bị khinh rẻ, bác sĩ không bị khinh rẻ. Xin bác sĩ thông cảm cho bệnh nhân và đừng nói nặng lời với họ. Tối hôm đấy, vị bác sĩ này trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Anh ta nghĩ, tại sao cũng phục vụ các bệnh nhân, cũng chữa trị cho họ, mà lại có những người như vị nữ tu kia, và lại có những người như mình, mặc dù cũng đã tốt,
nhưng chưa tốt lắm. Ông suy nghĩ suốt đêm và cuối cùng ông nhận ra rằng con người ấy là con người của tin mừng Chúa Kitô, con người ấy là con người của đức tin, con người ấy là con người đang làm chứng cho một cái thế giới thuộc về Thiên Chúa. Tôn trọng các bệnh nhân, yêu thương họ dù họ là ai bất kỳ. Và sau đó một thời gian, vị bác sĩ này đã xin học đạo Công giáo, rửa tội thành người Kitô hữu, xin đi tu làm linh mục trong dòng Thánh Vinh Sơn, tức là dòng lo về việc bác ái và phục vụ các bệnh nhân cùi ở miền Tây Nguyên. Và cách đây hơn 2 tuần ngài qua đời, cũng là đang lúc phục vụ những người nghèo và bệnh tật trên vùng Kon Tum. Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, làm cho muôn dân hay người khác trở thành môn đệ của Chúa là sứ mạng của chúng ta. Vị nữ tu kia đã làm được điều ấy để biến đổi một người trí thức vốn là lương dân. Vị bác sĩ kia và linh mục kia cũng làm được những điều như vậy rất nhiều cho những người đau khổ mà chưa biết Chúa. Chúng ta thì sao? Hẳn là chúng ta cũng có nhiều cơ hội, chúng ta cũng có nhiều khả năng, chúng ta cũng có nhiều phương tiện để truyền bá những giá trị tốt đẹp, đặc biệt là những giá trị của tin mừng. Có điều là có lẽ chúng ta làm còn hơi ít. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa lên trời, chúng ta nhận được mệnh lệnh của Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng và làm cho người khác thành môn đệ của Chúa. Và chúng ta cũng nhận được lời mời gọi của Hội Thánh dùng các phương tiện truyền thông để giới thiệu về Thiên Chúa và nước trời cho anh chị em mình. Ước gì chúng ta cũng trở thành những môn đệ đích thực. Hôm nay có thể mình chỉ làm một chút, ngày mai một chút, một người làm thì ít, nhưng nếu nhiều người hay mọi người đều làm mỗi ngày như một sứ điệp, như một tin vui về nước trời, về Thiên Chúa, về tin mừng, thì chúng ta đang biến trái đất này dần dần được nâng lên để cuối cùng đạt tới những giá trị của Thiên Quốc vĩnh cửu. Amen.